Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Sao? Được không? Không. Sao vậy? Giàu dữ lắm đó. Trời dì Mai, dì nhìn nè, con cái mặt ổng nè, con mắt không thấy đâu luôn á. Làm sao mà có cảm tình được chứ trời. Trời ơi, ai cũng chê hết. Cái thằng này, nè, được không? Chủ nhà hàng. Trời đất ơi, cái người gì đâu á mà nhìn vô cái bản mặt là thấy toàn găng với găng không mà nhìn thấy ghê quá, nhìn nè. Thôi, ai cũng chê hết. Nè, nhất quả tam nha. Cái thằng này nè, chủ heo. Cái gì? Chủ trại heo. Nói lỡ một chút xíu bắt bẻ, được không? Nói phải nói rõ ràng cho người ta mới biết được chứ trời đất ơi. Thôi, cái ông chủ chạy heo gì đâu mà ốm nhôm nhách như chủ chạy cò vậy trời. Thôi đi ghê quá à. Mệt quá. Thôi thằng này, chủ hãng giàu nhất dách luôn nè. Đó, khỏi chê. Chịu rồi phải không? Con nói thiệt chứ gì nha, từ nhỏ tới lớn con chưa thấy cái người nào mà xấu như cái ông này. Xấu banh 3-4 năm cái nhà lòng chợ luôn, xấu mà xúc phạm người nhìn. Đây, bực bội quá à. Lý. Dạ. Mày có chịu để cho tao môi mái hả? Tức quá, mai mối. Mai mối cho mày lấy chồng không vậy hả? Mà tại sao mày cứ bàn ra hoài vậy? Hôm qua có thằng Hàn Quốc tới, mày cũng chê rồi, nó giận tao, nó bỏ nó về rồi. Bây giờ đến mấy cái thằng đời loan này nè, mày cũng chê nữa. Thì chút xíu nữa nó tới đây, tao biết ăn nói với nó làm sao đây, hả Lý? Nhưng mà dì Mai ơi, mấy cái ông Hàn Quốc hôm qua, ông nào ông nấy hay giật hằng giật khú à. Chưa hết nha mà còn bị tật nữa. Nghĩ sao vậy? Con Lý này nó có khùng mới ưng mấy người đó. Mày... Thôi, bây giờ con nói dì Mai nè, con sẽ đi về. Tại vì theo như cái sự lý giải có lý của con á, thì lấy chồng ngoại quốc như thế nào chứ lấy chồng ngoại quốc cái kiểu này là không ham. Không ham. Mày không ham cũng phải ham. Tụi bay. Hả? Bắt nó. Cột lại. Một chút xíu nữa Đài Loan vô. Bán nó luôn. Ê cái gì vậy? Ê không giỡn nha, không giỡn. Ê buông ra coi làm cái gì vậy? Tôi la lên đó. Làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Dì Mai. Dì Mai làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Tôi la lên đó. Buông tôi ra. Hey. Hello. How are you? I am fine. Thank you. And you? Không lẽ tôi đi lộn nhà. Quay. Con nè. Trời ơi. Em sao? Em sao? Hả? Trời. Bây giờ tao mới hiểu tại sao mày lấy tiền của tao làm ăn mà toàn là lỗ nhưng có lời. Mày tỉnh quá mà. Quay này. Tao kêu ra giờ vừa trái cây phụ cho tao không có chịu ra. Ở nhà làm ba cái chuyện điên khùng này nè. Điên khùng gì ngoại? Ngoại biết không? Bây giờ cô mới phát hiện ra con là một người có tố chất giống như người Mỹ. Đó, chính vì vậy nha, em thấm chịu quay về đây là vì con. Cho nên con không thể nào phụ lòng em ấy được. Và con quyết định cạnh tranh công bằng với thằng Cân. Nói thiệt chứ mày, lâu nay mày lấy tiền bạc của tao lên thành phố mày làm ăn. Đấy, toàn lỗ chứ không có lời. Nhưng mà thôi, con bệnh nặng rồi. Mày còn tiền, mày đưa tiền cho đi trị bệnh đi. Còn kịp con à, bệnh nặng lắm luôn. À, mệt mỏi quá. Cái gì? Mệt mỏi quá, sao mày nói con như vậy hả? Sao tao nói vậy, cái rồi mày tới mày thụi thôi. Con giỡn thôi. Giỡn cái gì? Mày mệt. Mày còn mệt gấp trăm gấp lần nè. Mệt quá. Mày kiếm gì vậy? Con ơi. Dạ. Bữa nay sao nhà mình mà ngoại thấy làm sao nó thiếu thiếu cái gì vậy? Con thấy thiếu gì đâu ngoại. Nhà mày nó thấy không? Nó im ắng hơn bình thường.
im lặng một cách. Ờ ha. Đã biết rồi. Con cũng biết rồi. Nhà mình đang thiếu con Lý. Hoài ơi nhanh lên. Ơi. Lâu quá. Tết nhất rồi. Trời ơi, chuẩn bị đi là ngoại mới thiếu. Nhớ là ngoại thiếu cái gì đó. Anh thấy dư nón lá kìa. Đi xe máy đổi nón lá sợ đổi mũ bảo hiểm. Sợ nắng nắng đen. Nhanh lên đi. Không phải, ngoại phải đi tìm cái số điện thoại á. Điện thoại bạn bè của con Lý ra coi thử nó làm sao. Cái gì? Có rồi. Xong chưa? Rồi xong. Nó đi cái nó giọt. Chút xíu là bạn họng rồi. Em mày cao vậy chứ tao luồn về làm sao người ta leo lên được. Không chờ người ta. Còn như cháu. Trời ơi. Còn như cháu. Mình chưa kịp ngồi lên cái nó bỏ nó chạy mà nó cũng không biết đó. Nó bỏ mình lại. Trời ơi già cái mà đi chạy tìm nó chịu sao xiết. Trời đất ơi trời. Lý. Nó thiệt nha, tao mà tao tìm được mày là coi chứ. Tao đánh mày bậy đến luôn nha nha Ly. Trời ơi trời. Sao. Nước trong miếng. Sao? Trời ơi trời chồm. Dòm cái giọng móc họng vậy hả? Mệt không? Ê, đừng có hỏi ở cái móc họng đó. Thì nếu mà mệt thì người ta kêu một tiếng thôi, kêu ở đâu mà sáu kêu hoài chi nhiều chi chân giờ mệt. Bị gì cái tật của tao mà hãy mà tao giận là không có kêu một tiếng, nói một tiếng được, nói là phải nói một dọc vậy đó. Rồi. Bây giờ hỏi gì? Mày có thấy con Thu, con Mận, con Đào, con Cúc, con Hoài gì đó nó tới đây không? Không có ai tới đây hết. Dạ không đứa nào. Không. Đứa nào tới trời. Không, tìm tụi nó làm chi. Thôi. Thôi ngồi đây đi, ngồi đây chỉ cho. Sao thực ra là đi tìm con Lý phải không? Nghe rõ ràng mà Lý ơi, Lý. Tao mà tìm được mày là mày chết với tao Lý ơi, đúng không? Nghe rõ hả? Trời ơi. Trời ơi, tao nói chút xíu mà sao tai mày thính dữ. Bởi vì con có một cái thần nhĩ rất là tốt. Trời phú cho con một cái lỗ tai là thính. Để chi? Để con mới nghe được hết những câu chuyện của hàng xóm, con mới kể lại cho mọi người nghe. Đúng không? Vậy là trời thương mày mà không thương mấy cái người bị 18. Trời đất ơi. Thôi đừng đánh trống lảng, ngồi đi. Tìm Lý làm chi? Biết Lý đâu không? Đâu? Đi lấy chồng. Sao lấy chồng gì? Chứ không lấy chồng. Chồng gì? Nó lấy chồng ngoại quốc đó. Chồng ngoại quốc? Vì biết công của ai xúi à? Không, công của ai khuyên nó lấy chồng ngoại quốc không? Mà nó phải chịu đi ra thị xã để đi coi mắt với chị Mai không? Biết ai không? Ai vậy? Sao? Nhớ cảm ơn con ở nhà. Cảm ơn con nha. Tao sẽ thưởng mày hậu hỷ luôn. Dạ. Không có cảm ơn mình mà còn quýnh mình te tua vậy trời. Ủa mà mình đâu có làm cái chuyện gì đâu ta. Mình chỉ giới thiệu cháu bả đi lấy chồng Đài Loan thôi à. Đúng là làm ơn mất quán mà. Trong khi đó mình bao nhiêu chuyện mình phải làm. À, mình không thể nào để cái chuyện này một mình ơn mình biết được. Mình phải đi thông báo cho mọi người biết chuyện này mới được. Chàng ơi, Toán ơi, gì? Toán ơi, có cái tin này, dì báo cho con nè. Bình dạ. Tĩnh nha con. Dạ, tin gì dì? Con Lý, nó đi lấy chồng ngoại rồi. Nó đi lên xe bà Mai, lên thị xã để kiếm chồng ngoại. Dì nói em Lý? Ừ. Lấy chồng ngoại? Phải rồi. Giờ em đã là vợ người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa. Nhà tung tóe thanh niên hòa ca. Vài ba đứa lên lắc. Trời! Ủa? Nhạc hay quá. Cái gì vậy? Con ơi, mình bình tĩnh đi con. Mình bình tĩnh. Buông ra. Hết thật rồi. Hết gì? Có gì vậy? Anh nè, con ơi. Anh có sao không con?
Nó biết tin con Lý theo bà Mai lên thị xã để tìm chồng ngoại quốc, thành ra nó bây giờ nó như vậy nè. Làm sao mà tin lời bà Mai được? Trời ơi, con nghe hả, mọi người nói bà Mai này chuyên gia vụ gái nhà lành, đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc cái gì đó, mà toàn là bị đuôi cục mù sức mẻ không mà. Có nhiều người còn bị khinh khen nữa. Trời đất ơi, nếu mà thiệt như vậy chị Lý coi như xong rồi anh ơi. Trời xong luôn rồi gì nữa. Bây giờ cần ơi, bây giờ sao theo cái sự tính toán của tao. Thôi dẹp, giờ này tính toán gì nữa. Tính hết nổi rồi. Bây giờ mày theo tao chạy qua bên nhà thằng Chí đó, kêu nó đi giải cứu người. Đi liền. Con đi nha. Dạ, con đang ở chỗ dì Sáu với Lạp Xưởng, con gần về rồi. Dạ vậy nha. Hai gì vậy? Mọi người đang qua nhà anh cần chuẩn bị cứu chị Lý, hai cũng đi luôn đi. Cứu là làm sao? Trời ơi, cứu người như có quả hành, mau mau lên, leo lên xe em chở đi nè. Ngồi vững nha. Em nghe nè, em đang đi chợ mua Lạp Xưởng mà cứu Lý là sao vậy? Trời ơi, Lý hết chuyện á, nghe lời của bà Mai, tự nhiên cái chạy lên thị xã đi coi mắt để mà lấy chồng ngoại rồi. Mà cái bà Mai đó là chuyên môn đi lừa gạt con cái nhà lành, đi lấy toàn là người đuôi ngoại sức mẻ vậy không hả? Nếu vậy sao không báo công an? Thì ai cũng muốn báo lắm đó chứ. Nhưng mà bây giờ mình không có bằng chứng chính xác, sao báo công an được? Ngay cả cái chỗ mà họ tổ chức để mà coi mắt ở đâu còn không biết nữa nè. Cho nên bây giờ là anh với mọi người mới chia ra để đi tìm. Thay vì mình đi hỏi tùm lum á, thì mình hỏi thẳng kẻ chủ mưu luôn đi. Ý em là sao? Để em qua nhà là mình bàn chuyện nha. Hai, em xin lỗi nha. Sớm xác dễ sợ luôn á. Lần này để tôi chở cho. Dạ. Để cho cô nương chở nữa chắc đi bộ quá. Hai. Ủa, sao nghe nói hôm nay mai mối gì cho mấy đứa nhỏ mà giờ này qua đây? Thì con Mận đó, nó ưng cái thằng chủ trang trại người Hàn Quốc, cho nên tôi làm phước phải về lấy giấy tờ đựng mời lên sở tư pháp đăng ký kết hôn nó lấy chồng ngoại. À vậy á hả? Ừ. Chị Năm. Ủa chị, nói nghe nè. Dạ. À, cho 20 lạp xưởng đi, bữa dạ. Nay nhà có khách đông lắm. Vậy hả? Đấy, cái lạp xưởng mà bữa hổm là đưa chị đó, đó là lạp xưởng đặc biệt. Thành thử là phải đặt mới có. Ủa vậy hả? Dạ thôi bây giờ chờ em đi rồi em đặt có xong cái em xách qua chị liền. Rồi đây rồi tôi chờ đây hay sao? Dạ không xong rồi cứ về đi. Rồi em đem qua. Rồi dạ, rồi vậy nha. Dạ. Alo. Hả? Sao mấy ông bạn ngoại quốc hả? 5-6 người hả? Muốn lý về Việt Nam. Cái này má đâu biết đâu. Rồi. Thôi được rồi. Má cố gắng để hỏi nha. Nhưng mà tao không hứa. Vậy đi. Thôi về nha. Lợi đây, ngồi đây nói chuyện chút xíu đã. Tình ơi, cái chuyện mà mai mối lấy vợ lấy chồng á, là hỏi đây rồi trúng địa chỉ rồi còn đi đâu xa nữa chị Năm? Mệt lắm. Quên là coi như là người này á nổi tiếng ở vùng này cái chuyện mà mai mối đó ha. Tôi ưng chị lắm đó. Chị biết rõ cái năng lực của tôi cho nên nó tôi kết chị rồi đó chị Năm. Nói nào ngay, tôi có đứa con gái, nó có mấy người bạn Việt kiều ngoại quốc á, mà muốn cưới vợ Việt Nam. Nói nghe, làm mai nó đi, mình được kiếm tiền lì xì tết. Ba cái tiền bạc đâu có nghĩa lý gì chị ơi. Tôi mừng mai này á là để làm phước thôi. Nhưng mà ai lì xì cho tôi nhiều á, tôi cảm ơn nhiều. Nhưng mà gấp lắm đó nha. Gấp hả? Xuống liền tới giờ luôn á, 2 tiếng nữa. Chà, 2 tiếng nữa? Ừ. Gấp được quá hèn. Chà, nếu vậy mà không được thì thôi để tôi qua bên bà Mười ở áp bên á. Thôi để tôi đi nha. Thôi, ta nói căng cái gì căng, gấp cái gì gấp. Tôi cố gắng hả, coi như làm giãn ra cho chị. Nè, kêu tụi nhỏ nó qua tôi hèn. Tôi giới thiệu cho nó mai mối cho nó kiếm được hàng. Ê quên. Kiếm được vợ đẹp hen. Vậy hứa hen. Ừ. Chắc hen. Chắc mà. Thôi tôi về tôi báo cho nó mừng nha. Vậy hen.
Tôi ngoài không đi. Đứng lại. Đâu ạ? Ngoài. Ngoài đã nói là cái chuyện đó báo cho công an rồi, để cho công an người ta xử lý. Con biết là cái chỗ đó nguy hiểm lắm mà con tới làm cái gì? Không có được. Người ta là người dân mà người ta còn dám tới như vậy. Còn con là anh ruột, chẳng lẽ con ở nhà khoanh tay còn nhìn con làm sao được? Nhưng mà ngoài ngoài đã nói rồi, con không có được đi. Trời đất ơi, nguy hiểm lắm con biết không? Nhưng mà con... Con coi cái gì? Con giờ mình không chịu nghe lời tao phải không? Con là người có ăn có học, lại có địa vị xã hội đàng hoàng. Con không thể là hàng nhát được. Trời ơi, tụi cúng nó đâu có chừa cho mấy cái thằng có ăn có học đâu. Xin lỗi ngoại. Cái gì này chứ? Trời ơi, chị. Chị ơi, mừng cái gì mà tới trễ dữ không biết nữa. Ê, chị Năm. Trời ơi, tụi nhỏ đâu rồi? Kêu nó vô đi. Xin lỗi là tới trễ chút xíu nha. Ừ. Cho vô ha. Chuẩn bị hết rồi, kêu vô đi. Mời vô. Chèn ơi. Chào đi, chào. Sawadika. Không hiểu. Không hiểu. Tam hổ tướng heo. Ai cũng đẹp trai vậy hết. Làm gì mà sợ ế vợ. Ai nói là tam hổ tướng? Phải là tứ hổ tướng mới đúng chứ. Hello, how are you? I am fine, thank you, and you? I don't speak English. Cậu nói cái gì vậy? Sawadika. Hiểu tiếng Việt nữa hả? Thấm nhà tôi nó dạy hết đó chị. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bạn thân của cô này. Ở bên Mỹ mới về, tôi đi chung với mấy anh này. Không biết tôi đi trễ như vậy, tôi có được tham gia vào không? Được hết. Nhưng mà người tham gia vô thì phải tiền có nhiều nhiều mới được. Bên như đây có đủ chưa? Cũng tạm được đó. Cảm ơn. Chà, rành tiếng Việt quá. Nè, tụi nó có tiền lắm á. Bây giờ coi như là trổ tài đi. Yên tâm. Cái gì chứ cái khâu chuẩn bị là tôi hả chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Thôi bây giờ mời tứ hổ tướng này vô phòng VIP nha. Mấy em. Dạ, nói con hả? Mời những chàng trai này vào vô phòng VIP. Dạ, dạ. Năm. Sao hả? Không được. Ngồi xuống. Đi coi tụi nó làm gì. Không được, cái phần người ta vô người ta chọn vợ mà chị vô trong làm cái gì. Đi về nghỉ đi nghe. Coi canh chừng tụi nó. Không được canh chừng gì. Bao nhiêu chuyện đó để tôi lo hết. Chị yên tâm ngồi đó. Tụi em tiễn chị Năm về không cần nhà nghỉ. Không cần tiễn. Ê được rồi, để tôi đi với tụi nó mà. Ê gì làm gì vậy? Ê làm gì vậy? Trời. Tao lo quá. Sao đâu? Em làm sao vậy? Ngứa. Tao lột ra đi. Vậy lột ra lộn sao? Tao ra đừng đụng nó hết đó. Sawadika. Kha, chào mấy cậu. Xin chào. Đây có rồi nè, hình nhiều lắm. Mấy cậu tha hồ lựa chọn ở tên đây ha. Rồi tôi dẫn mấy ẻm vô lựa luôn. Cảm ơn. Cậu Thái Lan này biết tiếng Việt hay sao mà vừa nói album cái chụp liền vậy? No, không. Nhờ thấm dạy anh ta nói được mấy câu thôi. Nói chỉ được lỡm bộm thôi. Thấm ra thấm Việt là lỡm bộm. Lỡm bộm dễ thương quá. Vâng. Mấy cậu tha hồ lửa đi. Dạ. Cái gì? Lửa hả? Coi phụ nữ như món hàng vậy hả? Anh nói cái gì vậy? Dạ, bạn con cũng không có rành tiếng Việt. Bạn con hiểu lầm ý của dì. Bạn con cứ nghĩ là dì bán vợ cho ảnh. Dạ. Nè, làm ơn dịch lợi giùm đi nghe. Nói tôi á là người mai mối chứ đâu có buôn bán gì ở đây. Hey, Alibaba, Jamha, Bomataka. Không có lý. Không có hả? Ồ, chỉ có bấy nhiêu đây cô gái thôi sao?
Đó, bao nhiêu người đẹp là ở trong cái album đó hết rồi đó. Lựa đi. Không còn cô nào nữa hả dì? Không. Ừ, vậy xin phép dì cho con hỏi ý một chút. Ừ, thôi, bây giờ cứ hỏi ý đi hen. Rồi lựa được ẻm nào á, rồi báo cho tôi dẫn mấy ẻm vô hen. Tha hồ tự nhiên hen. Rồi tôi đi ngang. À, sao? Sao rồi, hả? Sao, không có hả? Không có, không có. Lật quại hả? Theo sự tính toán của tao á, chắc là Lý thấy cái chuyện mà cưới chồng giàu nè, có vấn đề gì không có vui á, cho nên mới đầu đổi ý rồi bị nhốt lại đây á. Muốn biết đúng hay sai, có một cách. Sao rồi, chọn lựa được gì chưa? À, dạ, à, xin giới thiệu với dì, anh này đến từ Thái Lan. Lần trước ảnh về Việt Nam chơi, ảnh có tình cờ quen được một cô tên là Lý. À, yeah, sao có Việt Nam à, cao à Lý à, cao thích thích đó, yeah. Và hôm nay anh muốn tìm cô gái đó. Nói thiệt với dì, anh ta rất là giàu có bên đó. Nếu như mà ai giúp được anh ta tìm được cô Lý, bảo đảm người đó sẽ giàu có như anh ta. Tên Lý phải không? Có đặc điểm gì không? Đặc điểm? CE, very khung khung, có nghĩa là khùng khùng. Ê, không khùng khùng rồi, dễ thương rồi. À, chà, Lý, không lẽ Lý khùng khùng này trời. Nếu vậy thì xin phép gì, tôi đi tìm chỗ khác vậy. Đi. À, đi. Thôi, đi đâu làm chi cho nó mệt, xa lắm. Ngồi đây, chờ. Ở đây á, có tất cả khùng khùng đẹp đẹp xấu xấu, có hết. Yên tâm ngồi chờ hen, nghe chờ nghe. Theo sự tính toán của tao là chắc chắn là phải đi ra chỗ em Lý rồi. Em là đàn bà phụ nữ, chân yếu tay mềm. Em ở đây, gọi điện thoại liên lạc với công an đi. Để đàn ông con trai tụi anh đi xử lý. Đúng vậy. Đi. Anh Cơn, cẩn thận. À, anh Toán Chí cũng cẩn thận nha. Đi, mình đi thôi. Đi. Đi. Giờ làm sao? Mày cứng đầu nhất định không chịu ra phải không? Hả? Tôi không ra đó. Bây giờ gì có ngon á, dì kêu người khiêng tôi ra đi. Thử coi mấy cái thằng Việt Kiều của dì á, nó có chịu cái bộ dạng này của tôi không? Có giỏi thì khiêng ra đi. Trời ơi bà, lần này khác. Cái đám Việt Kiều thanh niên trai trẻ giàu có, mà đặc biệt á, nó khoái mấy con khùng khùng như mày. Cho nên mày cố gắng mày ra giùm tao một cái đi. Tôi không ra đó. Không ra phải không? Tụi bay, mở cho kéo ra ra. Lý rồi, nhào vô nhào. Ê, luôn. Bình tĩnh, đừng có manh động. Dù tóc nào bóng dụng bây giờ. Gì vậy sao? Tao có cách. Trời ơi, chị Mai ơi, công an tới rồi kìa chị Mai ơi. Chết, tụi bay ơi, công an, chạy. Chị Mai ơi, công an tới rồi, chạy đường nào tụi bay ơi. Chạy đi, công an tới. Công an tới, chị Mai ơi, công an tới. Công an tới rồi, chị Mai ơi. Chạy. Vô đi anh đừng cố bị nhấn liền. Tao Lý ơi. Lý. Ui da. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi. Ôi. Ủa cái gì vậy Toan? Em làm gì vậy? Không á, theo như cái sự lý giải của Lý của em á, thì có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây. Toan có sao không vậy? Không sao đâu, sao đâu. Trời ơi, Nè nè. Mọi người ở đây nha, để tôi chạy ra coi công an tới chưa hả? Anh nói là có sao không vậy? Anh, sao rồi? Không có sao hết á. Có anh đây mà sợ gì? Rồi, ông ngoại ổn hết rồi. Ổn hết rồi, có anh là phải ổn thôi. Chà, gành tiếng Việt quá ha. Ủa, mới nghe nói tiếng Việt đây giờ im ghê vậy? Tụi bay, tấm tụi nó luôn cho tao. Ê, không được manh động nha. Nè, tụi tôi báo công an rồi đó nha. Rồi sao? Tụi tôi có võ hả? Mày chị, trời lông trợ thủ đi. Rồi sao? Được rồi, để tao. Mày tưởng tao không có võ hả mày? Có là võ. Trời, anh có sao? Trời,
ơi thánh thần á, mấy cái chuyện đó là sao dám làm. Cũng may phước á, là có mấy anh công an ta tới ta can thiệp, chứ không á là tiêu rồi. Tiêu gì? Tại vì thấy tụi nó bàn có lý chứ bộ, chứ lại kéo nhau đi gầm gộ gì, gần vậy đó là bà Mai bà mới sợ chứ. Gần gầm gộ nghe. Mấy cái chuyện đó người ta để cho cái đám thanh niên nó làm. Đừng bà con gái rớ vô đó làm chi. Trời ơi trời, trời ơi, nói gì sao được á trời. Không có phân biệt nam hay nữ. Hãy mà ta thấy gì chuyện mà bất bình là ta nhào vô, ta cứu liền. Đúng không con? Đúng rồi. Yeah. Thì nói vậy thôi. Thì bà cứ làm vậy đi cũng được. Con nói thiệt nha, tí nói cái gì cũng không lại má hết trơn. Mà tí cứ ý kiến chi để cho bị đàn áp vô không biết à. Kệ tí mày. Cái đó là cái thú vui tao nhã của tía, được không? Con hai đâu rồi? Dạ hai đang cân não ngoài sân á. Tôi xin cảm ơn hai người đã giúp tôi giải cứu em Lý về giùm. Không có gì đâu anh, đừng nói như vậy. Cũng là bà con chòm xóm với nhau, giúp nhau là chuyện thường mà. Đúng rồi đó, cũng toàn là người ở trong xóm không à. Không cần phải cảm ơn đâu. Nhưng dù sao thì không thể nào không cảm ơn hai người được. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó nha, tôi không nhường em Thắm cho anh đâu. Hả? Thắm, sở dĩ lần trở về đây lần này là của em, là vì anh, cho nên anh quyết định không thể nào phụ lòng em được. Cái gì? Thắm à, anh sẽ để cho em giải thích chuyện này cho anh cần nghe, để cho anh ta không bao giờ xen vào chuyện của hai đứa mình nữa. Ủa, anh là sao? Giấy tờ Mỹ làm xong rồi, anh sẽ đi Mỹ với em nha. Hả? Chiều qua gặp em nha. Ủa, nè. Ủa. À, anh còn ơi. Thôi. Không. Thắm không cần phải nói lời nào nữa đó. Anh hiểu rồi. Không phải. Trời, nói vậy mà cũng tin nữa là làm sao? Kiệm, có chuyện gì vậy Kiệm? Kiệm vừa mới nghĩ ra chuyện này hay lắm, muốn nói với Đượm nghe đó. Chuyện gì? Mình dặn Kiệm chị nói đi. Đượm biết rồi. Biết gì? Chắc là Kiệm mới suy nghĩ ra trò gì vui vui, hoặc chỗ nào đi chơi nữa chứ gì. Ừ. Chơi gì mà chơi, không có chơi gì nữa đó. Kỳ này á là mình phải đi học, đi làm đó. Bộ mới bị gì gớt trúng đầu hả? Trời ơi, trúng đầu cái gì? Không có phải. Chỉ là Kiệm vừa mới tỉnh ngộ ra nhờ câu nói của anh hai đó. Nhẹ thôi. Úi da, đau. Nhẹ thôi Út, mày sức chứ. Hy vọng á là sau khi mà bà Mai bị xử lý rồi á, thì xứ mình á sẽ không còn ba cái vụ mà mai mối với đám cưới chồng ngoại quốc bậy bạ như vừa rồi nữa. Thôi đi mày ơi, bà Mai này bị bắt xong mà mai khác cũng mọc lên à, không có chuyện chấm dứt được đâu. Ủa sao hai nói như vậy? Bởi vì nguyên nhân dẫn đến việc lấy chồng ngoại quốc á là không phải do những người như là bà Mai gây ra đâu, mà là do những cái khó khăn trong cuộc sống, hiểu không? Ở xứ mình á, nhiều nơi còn khó khăn lắm, mà người ta không có tìm cách nào để mà vượt qua được khó khăn đó, cho nên họ đã quyết định đổi đời bằng cách là gả con gái mình cho ngoại quốc. Ủa nhưng mà dù là nguyên nhân gì đi nữa thì mình cũng phải tìm cách để giải quyết, chấm dứt chuyện đó chứ. Ừ, thì cũng có cách đó. Cách gì? Là mấy đứa giống như em phải học hành một cách đàng hoàng tới nơi tới chốn. Trời ơi, liên quan gì tới em đây? Sao liên quan? Nè, nếu như thanh niên xứ mình ăn học đàng hoàng, có công ăn việc làm giàu cho bản thân mình, làm giàu cho quê hương đất nước, tạo ra thật nhiều công ăn việc làm đó, chắc chắn sẽ đẩy lùi được liền, đúng không? Vậy Đường cũng đi học nữa. Đi học để về giúp đỡ cho mấy chị em phụ nữ ở dưới xứ mình không có bị đem ra lựa chọn giống như là món hàng. Đúng rồi. Nhưng mà để làm được chuyện đó mình phải học lâu với nhiều lắm đó. Đâu có sao đâu, cùng lắm là học 6-7 năm mà, tới lúc đó mình mới có 20 mấy tuổi chứ nhiêu. Ủa nhưng mà Đường, nếu mà như vậy á thì đồng nghĩa với việc 6-7 năm nữa mình mới được cưới đó. Chừng nào cưới cũng được mà, quan trọng á là Kiệm có đợi được không.
nhất định là đợi mà. Phải đợi chứ, bao lâu cũng đợi. Giỏi lắm. Nè, thưởng cho Kiều miếng kem nè. Ngon không? Ngon thiệt ha. Cho miếng nữa nè. Nè, ăn xong rồi uống miếng nước nè. Nè, nè, ngoan nè. Ngoan. Ngoan, uống miếng nước nè. Ngoan quá. Sao mà gên hoài vậy? Đau quá. Đau đâu? Đau đây nè. Ôi, thiệt tình luôn á. Hết chưa, hết chưa? Chưa. Thiệt tình luôn á. Ôi trời ơi. Hết chưa? Trời ơi. Hết đau mà còn quá đã nên đó. Vàng ơi, nè nè. Ở đây còn có người lớn nghe hai đứa bay. Ngoài người lớn ra, còn có người đang không được vui nghe hai đứa. Thiệt tình luôn á. Em đã lý giải với anh bao nhiêu điều rồi mà anh vẫn tin anh Chí là sao hả? Anh có biết á, ngoài cái tên Nguyễn Hữu Chí ra, anh còn có một cái tên khác nữa không hả? Tên gì? Tưởng Dân Tượng. Anh có một cái trí tưởng tượng rất là phong phú. Công ty của anh đã phá sản lâu rồi mà lúc nào á, sáng sớm à, là anh lại gọi điện thoại, anh nói với nhân viên anh là phải làm việc như thế này nha, làm việc như thế kia nha, làm việc như thế nọ nha. Vậy đó. Trời đất. Ủa? Mẹ đất ơi. Nói vậy là... Vậy con khỉ á, mày bây giờ không gì mày á, mày phải chạy qua mày cạn Thắm lại. Đừng cho Thắm đi cái thằng Tưởng Nhân Tự nữa nữa. Phải rồi. Lẹ lẹ con. Lẹ. Thấy em lý giải có lý không? Công nhận cái lý giải của em nó cũng có lý ghê ha. Thôi đủ rồi. Thế chứ. Nè, tao mà biết như vậy nha, tao không có chứa chấp ở bên nhà này để mày dưỡng thương làm gì á. Gì thông cảm nữa gì. Ước mơ bao nhiêu lâu mới được thành hiện thực mà gì. Cho nên con hello xíu cũng được. Vì Út bay nói vậy thôi. Chứ thiệt ra thì thấy tụi bay yêu thương nhau vậy gì cũng phải mừng chứ. Nè, coi được thì tính tới đi ngang. Rồi cái qua năm á, dì qua nhà dì Tám á, dì nói chuyện cho, hen. Ý, ca duyên anh cưới em kìa, được không? Mày xứng à? Tự nhiên á, hỏi cưới người ta mà hỏi vậy hả? Nghĩ sao mà chịu vậy? Chịu đại đi mà, chịu đi. Rồi cái tao ủng hộ 20 con heo để đãi khách ngang. Kìa, 20 con heo kìa. Theo sự tính toán của anh á, bây giờ mình cứ ừ đại đi. Có 20 con heo làm vốn. Theo như cái sự lý giải có lý của em thì em thấy vậy cũng được á. Dì ơi, em của con chịu rồi kìa. Chừng nào mới có 20 con heo vậy dì? Cái gì? Heo hả? Dạ. Dì nói nghe nè. Dạ. Hàm quá ha. Nè, con có biết ngoài cái tên Út Ga, dì còn tên cúng cơm khác là tên gì không con? Tên gì vậy? Hứa cho vui. Vì tính toán với con cháu quá. Tôi ra đây có chuyện gì vậy? Anh không có chuyện gì là tôi đi về nha. Gì? Không, không. Ý anh không phải kêu em về đâu. Ý anh là. Là sao? Là anh yêu Thắm. Anh không muốn Thắm đi với đồng chí đâu. Gan quá ha. Ủa, cái này gan luôn á. Nhưng mà không biết có tác dụng gì không à. Ừ là sao? Thì là vậy đó. Là vậy là sao? Trời ơi, thì là vậy nè. Hiểu chưa?
cũng gần hiểu rồi đó. Có phải là vậy không? Gan quá à. Kể từ ngày hôm nay á là anh gan dài dài luôn á. Ai vô hôn tôi? Là Thắm hôn trước chứ bộ. Thắm hôn trước kìa. Thắm Cận. Dạ. Ủa đâu chú? Cô đợi tôi một tí nha. Cô đó là sinh viên Hàn Quốc. Cậu xuống xã mình làm luận văn gì về Tết á. Bên xã giờ chú á tìm chỗ ở cho cổ và tìm người hướng dẫn viên cho cổ. Con giúp cổ được không vậy Thắm? Dạ được. Chú cứ để cổ ở nhà con đi. Vậy á, vụ này chú giao cho con nha. Để chú dắt cổ lại giới thiệu. Dạ. Cô lại giới thiệu nè. Để chú giới thiệu nha. Đây là cô Hana. Đây là Thắm. Đây là Cần. Xin chào. Ôi, biết nói tiếng Việt nữa. Chào. Thắm sẽ là người hướng dẫn cho cô trong thời gian cô ở đây đó. Xin phép được làm phiền các bạn trong thời gian sắp tới nha. Xin cảm ơn. Không có gì đâu. Chỉ hy vọng là Hana đừng có ngại là được rồi. Chỉ sợ quê của tôi ăn Tết đơn giản lắm, không có được vui trên Sài Gòn đâu. Sợ cô chán thôi à. Ai nói với ăn Tết của mình không có gì vui. Nè Hana, Hana cứ đi theo Thắm đi. Thắm biết rất là nhiều chỗ. Thắm giới thiệu cho Hana nha. Xuân quê tôi có trong lần đùng đùng. Xuân quê tôi có vẻ vui rộn rã. Xuân quê tôi gói bánh chưng mặn nồng. Xuân quê tôi với mứt dừa ngọt ngào. Xuân quê tôi có nhánh mai cùng đào. Xuân quê tôi có trái thơ mừng tuổi. Xuân quê tôi có pháo bay đầu làng. Xuân quê tôi đám rước vui rộn ràng. Kìa nhánh mai đang chờ ngày mới, chào nàng xuân tươi cười rạng rỡ. Xuân thái hòa đất trời yên vui. Trong xinh xinh dáng hoa màu hồng, hồ hay hay đám cưới vui mừng đó. Qua năm sau chắc tới phiên tụi mình, anh đưa sang mối mai xin hỏi nàng. Anh ơi anh tính toán chi chuyện mình, mang qua em 800 con gà trống. Anh năm nay bánh mứt không rượu chè, sang năm sau mới tính duyên tình mình. Xuân hoa ca rộn ràng mọi nơi. Xuân yên vui đàn chim hòa trong bình minh. Xuân thắm tươi với ngàn câu chúc. Xuân ước mơ những ngày hạnh phúc. Xuân thái hòa đất trời yên vui. Xuân hoa ca rộn ràng mọi nơi. Xuân yên vui đàn chim hòa trong bình minh. Xuân thắm tươi với ngàn câu chúc. Xuân ước mơ những ngày hạnh phúc. Xuân thái hòa đất trời yên vui. Xuân quê tôi có trong lần đùng đùng. Xuân quê tôi có pháo vui rộn rã. Xuân quê tôi gói bánh chưng mặn nồng. Xuân quê tôi với mứt dừa ngọt ngào. Xuân quê tôi có nhánh mai cùng đào. Xuân quê tôi có trái thơ mừng tuổi. Xuân quê tôi có pháo bay đầu làng. Xuân quê tôi đám rước vui rộn ràng. Kìa nhánh mai đang chờ ngày mới, chào nàng xuân tươi cười rạng rỡ. Xuân thái hòa đất trời yên vui. Trong xinh xinh dáng hoa màu hồng, hồ hay hay đám cưới vui mừng đó. Qua năm sau chắc tới phiên tụi mình, anh đưa sang mối mai xin hỏi nàng. Anh ơi anh tính toán chi chuyện mình, mang qua em 800 con gà trống. Anh năm nay bánh mứt không rượu chè, sang năm sau mới tính duyên tình mình.
Xuân hoa ca rộn ràng mọi nơi. Xuân yên vui đàn chim hòa trong bình minh. Xuân thắm tươi với ngàn câu chúc. Xuân ước mơ những ngày hạnh phúc. Xuân thái hòa đất trời yên vui. Xuân hoa ca rộn ràng mọi nơi. Xuân yên vui đàn chim hòa trong bình minh. Xuân thắm tươi với ngàn câu chúc. Xuân ước mơ những ngày hạnh phúc. Xuân thái hòa đất trời yên vui.